Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung. Tiếp tục để test cho cái đôi loa Utaz Celesta model C8JC này thì Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc Việt. Bây giờ mời anh em nghe thử nha. Utaz Celesta này đến đây thì Nguyễn Trung xin tạm dừng, và anh em lưu ý đó là nãy giờ là Nguyễn Trung test không có thùng nha anh em, mà anh em đã nghe được cái tiếng bass nó như vậy rồi đấy. Thì khi mà anh em về mà anh em đóng một cái thùng phù hợp vô cái đôi loa này thì Nguyễn Trung nghĩ tiếng là tiếng bass của nó sẽ tốt hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nha.